Chào mừng các bạn trở lại với kênh Nghe Nhìn Anh Duy Audio. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn dòng Sao 3 không dây cao cấp đến từ Denon. Denon Home 550 là chiếc Sao 3 nằm trong Home Series, bao gồm Denon Home 150, 250, 350 và 550. Denon Home 550 với thiết kế nhỏ gọn vô cùng thuận tiện khi đặt trên bàn, kệ. Sao 3 550 của Denon là chiếc Sao 3 duy nhất trên thị trường có đầy đủ các tính năng sau: chơi nhạc từ USB hoặc ổ cứng, điều khiển bằng apps, stream trực tiếp nhạc từ Spotify và iTunes Music, chia sẻ nhạc đa phòng như một music server, kết nối súp không dây. Bao phủ mặt trước và trải đều sang hai bên là tấm lưới vải màu đen xám rất sang trọng. Mặt trên là màn hình nút cảm ứng điều khiển loa có cảm biến tiệm cận, nên đèn màn hình hiển thị sẽ phát sáng khi chúng ta đưa tay vào. Thời gian sáng và tắt có thể điều chỉnh bằng ứng dụng HiOS. Mặt sau của loa có sẵn hai lỗ để bạn treo loa lên tường. Mặt dưới có đèn hiển thị trạng thái của loa. Đáy loa có bốn chân cao su chống rung cho loa. Bên trong Denon Home Sao 3 550 có 9 củ loa cao cấp được Denon đặc chế, đáp ứng hài hòa cả nhu cầu xem phim cũng như nghe nhạc Hi-Res Audio. Được tích hợp mạch giải mã, nhạc số, độ phân giải cao lên tới 24 bit 192 kHz. Loa có thể chơi tất cả các định dạng âm thanh PCM phổ biến hiện nay và cả định dạng DSD 2.8 và 5.6 MHz lưu trong USB và ổ cứng. Have I told you lately that I love you? Fill my heart with gladness. Take away all my sadness. It's my troubles, that's what you do. Ngoài ra có cổng HDMI LEARC giúp nhận tín hiệu âm thanh chất lượng cao trực tiếp từ TV, bao gồm cả Dolby Atmos, giúp cho bạn tận hưởng âm thanh chân thực nhất từ nguồn phim đang xem. Denon Home Sao 3 550 có thể ghép thêm loa súp Denon không dây Denon Home 150, 250, 350 làm loa surround hoàn thiện cho hệ thống âm thanh 5.1 kênh, mở rộng hệ thống âm thanh 3D mà không phải nối dây, đảm bảo yêu cầu thẩm mỹ cao cho không gian giải trí phòng khách sang trọng.